Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 22 tháng Chạp năm Nhâm Dần, lễ dỗ lần thứ 122 của bà Hoàng Thị Loan Thân Mẫu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức trang trọng tại nhà cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, khu di tích Kim Liên. Dự lễ dân hương tưởng niệm có các đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Ủy, Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lễ dỗ được tổ chức trang nghiêm thành kính theo đúng nghi lễ truyền thống, nhằm thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với người mẹ vĩ đại đã có công sinh thành, dưỡng dục Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc. Thắp nén tâm nhang với tình cảm tri ân sâu sắc, uống nước nhớ nguồn, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ trước anh linh của bà Hoàng Thị Loan, các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu nguyện hứa sẽ ra sức bảo vệ, giữ gìn và phát huy những di sản vô giá về quê hương, gia đình, thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đoàn kết phấn đấu xây dựng quê hương Nghệ An, Nam Đàn và Kim Liên ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trước đó, các đại biểu đã thành kính tổ chức lễ dân hoa dân hương tưởng niệm thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu mộ của bà ở núi Động Tranh thuộc dãy núi Đại Huệ, xã Nam Giang và đền Trung Sơn, đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Kim Liên.